Trời ơi, hôm nay em chạy 5 vòng, coi như là phá kỷ lục luôn. Mọi ngày tới 3 vòng là hết đát rồi. Xuất sắc. Anh, giỏi. Gọi điện thoại về nhà mình chưa? Mọi chuyện ổn vậy? Yên tâm, má vẫn ổn. Trời ơi, em hỏi là em hỏi hai đứa nhỏ kìa. Anh đâu biết đâu. Quên rồi đúng không? Không phải. Không, dễ sợ. Con mình nó chưa biết nghe điện thoại, nó còn nhỏ xíu à. Ừ. Ủa anh Đinh, em mong tới thứ bảy quá. Sao? Sinh nhật của Hồng Hoàng sẽ rất là hoành tráng. Bà của nó đã thuê hẳn DJ luôn á. Em đã định mặc đồ gì chưa? Đừng có làm anh mất mặt nha. Mẹ có mua cho bộ đồ, nhìn nó không có đến nỗi tệ như mấy bộ kia. Em cũng có đồ mẹ mua nè. Em đi chung được không? Em còn quá nhỏ để tham dự buổi tiệc của các thanh niên. Đúng rồi. Buổi tiệc của các thanh niên là gì? Là buổi tiệc dành cho các thanh niên đã trưởng thành to lớn như anh với Ngốc nè. Nếu em đi giày cao gót của mẹ thì sao? Lúc đó bạn của anh nó sẽ cười vô mặt em. Không biết, em muốn đi, em muốn đi. Không nha. Cái gì vậy, cái gì vậy, cái gì mà la hét ôm sùm trong đây vậy? Chọc em cái gì vậy? Dạ. Dạ. Nè, ốc. Mẹ mang cái bộ đồ giặt ủi cho con về đây nè. Lần sau mà mang đi giặt ủi là phải lục hết cái đồ trong đó ra, con để gì dơ giấy trong đây à. Kẹo ăn dở mà đến nó chẹp nhẹp. Còn một cái giấy nhắn tin của mẹ tại sao không đưa cho mẹ? Mẹ tuần trước bà ngoại nhắn với mẹ là mẹ gọi cho bà ngoại. Thôi nè, đi lên đi, đi lên thay đồ mau lên. Hả? Dạ. Lên đi con. Chiếc này đẹp trai vậy ta? Em. Hả? Anh đố em á. Cái gì? Có ai gọi điện thoại nè? Mẹ em phải không? Hả? Mẹ em gọi mấy ngày trước rồi. Cảm ơn anh à. Ừ. Chứ bình thường á, sau một tháng anh mới báo cho em biết á. Chuyện gì? Em biết vụ gì không? Vợ chồng sáu á. Sắp sửa tới nhà mình chơi, ở qua đêm. Ủa vậy hả? Vậy là có mấy đứa nhỏ là vui rồi. Nhưng mà cũng báo em một cái tin vui nữa. Cái gì? Cái đội quân Ý Đùn á sẽ ở nhà bà ngoại. Chỉ có hai vợ chồng mới tới ở thôi. Vậy hả? Anh nói em nghe nè, nó chờ phỏng vấn. Mà nếu mà đậu á, là hai vợ chồng nó sẽ mua nhà ở gần nhà mình đó. Hay quá. Như vậy là có quyền chơi với mấy đứa nhỏ. Còn anh á, anh có quyền chơi với em trai của anh. Anh. Đừng có nói với em là bắt chú Sáu ngồi lên ổ kiến lửa nha. Trò đó lớn rồi ai chơi. Hay là canh chú đứng ở giữa đám đông tuột quần chú. Kỳ với em, ai chơi lớn rồi ai chơi. Hoặc là tại sao? Tạo một bãi phân giả để lên mũi giày của chú. Nếu mà trò chơi đó hả, thì sẽ không bao giờ cũ. Gớm quá. Nếu như em được nhận á, thì em sẽ làm trong một cái cửa hàng thể thao lớn nhất thành phố này luôn. Quá dữ nha. Nếu mà chú phá cửa lục kinh doanh á, chú được thưởng nhiều tiền lắm á. Nè, vậy hả chị? Nói em nghe đó, anh cũng từng phá cửa lục rating mà khi mà anh mới bước vô FTM làm đó. Chị luôn. Chứ sao? Anh Tư của chú phá rất nhiều kỷ lục. Cái kỷ lục cao nhất là phá lủng 5 cái mái nhà. Kỷ lục đó có ai phá qua anh lắm anh. Không, 6 cái mái nhà là cái nhà vệ sinh công cộng. Đó, thấy chưa? Thôi, chú ăn xôi đi chú. Ăn xôi đi em. Thôi, cảm ơn chị. Chị em làm được số 1 đó. Em nghĩ là em không nên ăn nhiều quá trước khi đi phỏng vấn. Nè, xôi đậu. Ăn vô rồi đậu phỏng vấn. Đó. Ăn vô đậu nuốt ăn đi. Có luôn hả? Có luôn. Thiếm nhớ đúng không? Trời, hôm nay em chạy 5 vòng, coi như là phá kỷ lục luôn. Mọi ngày tới 3 vòng là hết đát rồi. Xuất sắc. Anh, giỏi. Gọi điện thoại về nhà mình chưa? Mọi chuyện ổn vậy? Yên tâm, má vẫn ổn. Trời ơi, em hỏi là em hỏi hai đứa nhỏ kìa. Anh đâu biết đâu. Quên rồi đúng không? Không phải. Dễ sợ. Con mình nó chưa biết nghe điện thoại, nó còn nhỏ xíu à. Thiếm. Dạ. Công nhận thiếm xuyên thiệt đó. Hôm nay tới đây không có mấy đứa nhỏ, ráng tranh thủ ngủ chút xíu đi. Dậy từ tờ mờ mà chạy, trời đất ơi xuyên quá. Không được đâu chị ơi. Mình phải xuyên hiểu không? Trời ơi, mình phải tập tành đồ dữ lên, mình mới lấy được cái body ngày xưa chứ. Khỏi bụng mà lát o. Trời ơi, em đang muốn hả tập một chút xíu nữa cho nó săn, nó có cái lằn ngang vậy nè, đẹp lắm. Thôi thím ơi, tập cái gì nữa. Tôi bây giờ đánh đổi bao nhiêu để có cái bo này tôi cũng đánh đổi á. Quá. Anh cũng vậy á. Vậy? Hả? Là sao? Không. À, thì anh cũng muốn làm anh
bỏ cái bụng mỡ này bớt đi, mà cái bụng giống như là của Như á. Thôi mệt quá, xàm quá à. Thôi em hết nổi gì. Bây giờ em đi phỏng vấn. Thôi em đi phỏng vấn. Thêm một hộp đậu nữa nè, thêm một hộp đậu nữa nè. Thôi giờ. Mọi người chúc em may mắn đi. Chúc đi, chúc đi. Sơn giữa chút. Gia đình Tư Mô Lớn là lúc nào cũng may mắn chút chi. Đúng vậy. Nhưng mà gia đình Tư Mô Lớn thì cần phải có bản đồ để chỉ đường. Không, quên, có. Sao? Anh có làm cho thằng Sáu cái bản đồ rồi. Anh để ngoài xe, đi. Xe lấy đi. Đi. Anh ơi. Đây hả? Xe hàng trước kìa. Lộn đường à. Không, nhớ nhưng mà muốn đi vòng mới cho tan mỡ mà. Tôi trễ giờ rồi. Đi phỏng vấn tốt nha chồng. Thiếp. Dạ. Ăn miếng xôi. Ăn miếng xôi nè. Trời ơi, em nhìn mà em thèm hồi nãy giờ mà chị. Thôi. Sao vậy? Em mà ăn một cục là em phải chạy 6 vòng để tan cái cục xôi này đó. Dữ vậy hả? Bây giờ em chỉ thèm vô mà tắm nước nóng xong rồi cái người nó sảng khoái. Em chạy dữ quá cái xương sống em là nó cứng ngắc luôn rồi đó. Vậy hả? Thôi lên phòng chị tắm đi. Chứ thằng ốc nó vô trong cái toilet ở ngoài rồi, nó mà vô đó 3 ngày sau nó mới ra. Cha, cái ông này bây giờ điều dữ vậy. Có bồ à? Hả? Không có, sinh nhật bạn nó, sinh nhật thằng Hoàng. Thôi chết, trời ơi, nhắc cái thằng Hoàng mới nhớ. Thôi, bây giờ để chị chạy đi, chị mua quà cho bà thằng ốc nha. Thôi. Hả? Chị có muốn em chạy bộ chúng chị cho vui không? Thím, chị nói chạy đây có nghĩa là chị lái xe á, thím. Thôi, mà em nghĩ đó, tốt nhất chị cũng nên chạy bộ đi nha. Chạy bộ rồi mình mới giảm bụng được. Chứ cái bụng chị bây giờ ngang ngửa lúc em bụng bầu 5 tháng á. Xấu lắm. Mới đây đi mất tiêu rồi. Em ơi. Em. Mộng Lan ơi. Mộng Lan ơi. Ủa. Em. Có chuyện này con muốn nói chú Tám nghe nè. Cứ nói. Giờ phút này con còn mắc cỡ chú Tám. Tám biết sao? Hồi nãy mà khi mà con bước vô nhà tắm á, cô tưởng nó Mộng Lan ở trỏng. Tự ai giờ nhỏ em dâu của Tám. À, tôi thấy hoàn toàn trong sáng mà. Dạ biết là vậy, nhưng mà con thấy người nhà của mình thấy vậy nó kỳ kỳ của Tám ơi. Nhưng mà cậu có thấy cô Như cô hấp dẫn trong bộ đồ da của mình không? Thì ơi, cậu làm cho tôi nhớ tới Đức Phật á, Tư Mô Lớn à. Hả? Đức Phật? À mà chú Tám, mấy cái đó có thiệt không? Tôi tin Đức Phật có thật. Và Ngài có nói rằng những thách thức thật sự khi ta vượt qua được tà tâm của mình. Chú Tám nói cô chưa hiểu mấy nha. Nó dễ hiểu quá mà. Tôi thấy cái việc một người đàn ông bị cuốn hút bởi một người phụ nữ mà anh ta thấy hấp dẫn, đó là chuyện bình thường. Nghe chú Tám nói vậy, cô ước làm sao mà đừng bao giờ con gặp cái chuyện đó xảy ra. Mà nếu lỡ mà gặp cái chuyện đó thì cho con gặp vợ của anh ba con đi. Hả? Già, đỡ bị quyến rũ. Alo, ngoại hả? Dạ, mẹ con có nhà. Mẹ con đi ăn với lại cô Như rồi. Dạ, lấy tờ giấy hả ngoại? Để con. À, mẹ. Dạ rồi, ngoại đọc đi. Dạ. Dạ rồi. Dạ, con chào ngoại nha. Dạ. Đến. Chị, sao lại đây? Thì sinh nhật Hoàng xong rồi hả? Chưa. Mà nói với em nó tạm quản rồi. Trời. Ý em là sao? Em bị rách cái đáy quần. Trời ơi. Em tính nhờ mẹ giá lại rồi quay lại buổi tiệc của Hoàng. Đó mẹ đâu rồi? Tiếc cho em quá. Mẹ không có ở nhà. Ê, bây giờ em phải làm sao? Sao anh biết được? Hay là anh lấy dập ghim á, anh dập lại cho em đi. Dập ghim? Dạ.
được. Kiếm mà có không? Ừ. À, ở dưới đây nè. Rồi. Bắn hai cái chân ra. Cúi ngồi xuống nữa mới thấy được. Lên chút nữa. Lên đây cho. Xuống. Đất. Rồi. Đứng. Xuống. Dạ. À. Ba không có nhiều chuyện đâu. Dạ. Nhưng mà cô làm cái gì vậy? Dạ, tại ngốc đó ba. Nó bị rách đáy quần khi mà chơi sinh nhật nhà hoàng. Dạ. Rồi rủi nó không dính làm sao? Con không biết nữa ba, nó con không chắc nha. À, không sao đâu. Để ba lấy cây súng bắn kèo á, ba lắp nó lại ha. Được có ba. Được ba. Thôi được rồi ba, con cảm ơn ba. Ủa, chưa làm xong mà. Thôi được rồi. Thằng anh lấy cái dập kim kẹp vô háng thằng em. Y như anh em mình đầu nhỏ. Mày nhớ dai ghê thằng Quỷ. Ê, uống bia nha. Uống bia. Ừ. Sao rồi, công chuyện hôm nay sao rồi? Tất nhiên là em đã được nhận. Em bây giờ là quản lý mới. Thấy chưa, gia đình tư mô lết là hơn lắm mà. Chứ sao. Rồi, vô cái này. Vô cái đi. Rồi. Đây. Ủa mà Như đâu anh? Hả? Em muốn nói chuyện vui này cho Như biết liền. Chắc mai mốt anh em mình ở chung thành phố ha. À? Nhưng mà sao? Em chưa có đủ khả năng mua nhà ở đây. Không sao, kiếm cái nhà nào thường thường thôi, rồi lúc đó mình sửa sang lại. Đây. Mà em biết ai sẽ là người sửa nhà cho em không? Chắc chắn phải là Năm Bùi Lon. Gì kỳ. Rồi đó, rồi đó rồi. Tôi chỉ thím cái đúng dạ. Mang đồ vô đây. Vô đây cho đây. Cảm ơn thím nhiều. Dạ rồi. Chào chị. À, rồi. Vợ yêu. Chào. Thì ở đây vô đây. Sao rồi? Đây. Xin trân trọng được thông báo. Em bây giờ là một quản lý mới. Em đã được chính thức nhận vào làm việc rồi. Trời em giỏi quá. Trời chúc em thiệt quá vậy. Chúc mừng thím à. Hay quá. Dạ. Đây nè. Đó, bây giờ về nha, tạm thời đó, ở nhà chị nghe. Ở nhà chị. Rồi. Xin mời mọi người cùng nâng ly. Đây, để nói lý do nha. Hãy nâng ly vì em đã có một công việc mới và luôn được anh chị Tư ủng hộ em. Và đặc biệt vợ em lúc nào cũng bên cạnh em. Nhớ. Rồi, chúc mừng tụi em nha. Chúc mừng chồng yêu. Rồi. Rồi. Ok. Nè. Vợ em coi như là một lứa rồi đó. Mà mặc cái đầm ôm tao nói sắc rạc như con gái 18. Đẹp. Đúng không anh Tư? Hả? Anh đi. Anh để ý chị em. Thôi để ý chị Bình Lan. Ba lửa rồi đó. Ừ. Thấy không? Mà cái đầm bó rồi trời đất ơi, đường nào ra đường đó. Thôi bởi đúng không anh? Tự nhiên hôm nay cái đầm này cũ mặc cái ngàn lần mà đặt nó khen mệt cũ, quá. Cũ, đẹp. Thôi, đừng định đi. Nè, chú Thiếm. Chị thích chú Thiếm dọn về gần đây lắm á nha. Đúng rồi đó. Ừ, mấy đứa nhỏ đó, có gì giao cho chị lo cho. Trời nếu mà được vậy tốt quá, em cảm ơn chị trước nha. Ừ, tụi nó nhanh lắm nha. Nhắm mắt một cái là tụi nó biết đi, nhắm mắt cái là tụi nó biết nói đó. Dạ, quay qua quay lại một tuổi như chơi nè. Nhiều khi hả, em nhớ hết rồi. Mới có bầu ngày hôm qua mà hôm nay đẻ một tuổi luôn rồi. Đúng rồi, em nhớ cái lúc mà anh chị qua thăm bất ngờ đó. Lúc mà em đang tắm á. Cái lúc đó anh đang tắm mà, lúc đó chị nhớ mà. Nói chuyện tắm á. À, thôi, bây giờ vậy hả? Bây giờ trước khi ăn mình dậy đầm cho nó lát mình ăn nhiều cho nó khỏe ha. Đi. Ủa, đi anh nói mà nhảy không nhảy đi em, nhảy đi. Ủa, nhảy chút xíu đi. Nhạc đâu, nhạc này hả? Đây nè. Ủa, nhạc đang hay cái gì nhạc? Thôi nhảy đi. Nhảy đi mấy đứa lãng mạn. Anh không biết nhảy cái gì. Nhảy đi em hả? Thích anh thích cái bài này, thích bài này đó, thích bài này. Anh sao vậy hả? Sao em có gì không ổn phải không? Gì cũng ổn, không đúng gì đâu. Bài nhạc hay quá. Anh có vấn đề với Như phải không? Vấn đề gì đâu. Là gì em? Có thoải mái với lại Thím Sáu không đó? Gì đâu mà thoải mái, có gì đâu mà thoải mái. Trời, dạ. Em sao vậy? Em là em thích Thím Sáu lắm á. Em thích Như lắm. Cho em mượn thì em tập lại một cái. À. Nha. Ủa? Rồi anh nhảy với ai? Thì lát anh nhảy với em. Thôi đây. Sẵn đây anh chỉ không luôn. Không biết nhảy mà. Thì bây giờ anh Tư chỉ là em sẽ biết. Hôm bữa anh Tư chỉ anh có mấy ngày là biết nhảy à. Rồi. Đi. Em nhảy đi, còn hai chị em mình nhảy. Anh Tư ơi,
Em thấy hay bây giờ mình thú nhận cái chuyện mà ở trong nhà tắm đi. Tôi qua rồi, tôi qua rồi, đừng nhắc tới nữa. Trời, hồi nãy giờ em muốn nói lắm, tại anh Tư cản chứ. Không, muốn nói thì lần sau nếu tôi gặp mình nói liền. Trời, có lần sau nữa hả? Không, không có, không có đâu. Hay quá, công nhận. Chú Sáu nhảy cũng nhịp nhàng lắm à. Đưa đào đi nhẹ lắm á. Thôi chị em. Thôi đi vô ăn, ăn đã. Đi vô ăn đã. Thôi vậy rồi. Nói bụng rồi. Dạ, dạ, dạ. Chú thiếu nói bụng rồi, ăn đi. Phải nói chứ. Chị Tư nhảy xuất sắc luôn á. Em vừa đào cũng hết sảy luôn á. Phải không? Thấy không? Thấy không? Thấy không? Dạ, trước khi mà mình nhập tiệc á thì... đúng rồi. Bây giờ anh nói nghe nè. Trước khi nhập tiệc á, đã nói tụi em nghe. Thịt heo quay này anh mua ngoài chỗ bán ngon nhất á. Mắc tiền nhất mua tụi em ăn đó. Heo sữa ngon lắm em. Ngon ăn lắm đi, ăn đi. À, rồi còn dạ, hành nè, nè, ăn hành đi, ăn hành đi. Ăn hành tốt cho đàn ông lắm á. Dạ. Tốt cái gì? Tôi cho ông ăn mấy tháng nay đâu có hiệu quả gì đâu. Ai mua đó đồ không luôn, đồ giả không hôi quả gì. Hả? Em tính nói cái chuyện mà hồi nãy em nói. À, em nói là em thích ăn á. Đùi gà roti. Không phải. Phải không? Đúng cái... rồi. Anh nói em nghe cái đùi gà roti này anh thì có chị Bồng Lan làm là số 1. Không hết đâu. Hôm nay nó này mua. Mua ở nhà hàng nổi tiếng lắm chứ gì không có thời giờ đâu mà làm. Ủa mua. Thôi 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 ăn đi em. Thôi, khoan đã. Để thím Sáu có chuyện gì không? Không ăn đi rồi nói em, ăn đi. Ăn đi. Có gì không em? Em muốn thú nhận là em Vinh Tư lỡ nhìn thấy nhau trong tình trạng không có bận cái gì hết. Hôm nay vui quá. Em vui muốn cứng họng luôn đó chị. Anh này, hồi nãy giờ có một chuyện cứ nói đi nói lại hoài à. Em đã nói là em với anh Tư chỉ vô tình thôi, chứ đâu phải cố ý đâu. Đúng rồi, hai người vô tình nhìn lén lấy thân thể của nhau. Sao rồi, sao? Vô tình thôi. Cái gì? Vô tình. Vô tình muốn đánh đổi cái body của cô Như đó phải không? Nè, bây giờ hai người có vô tình hay cố ý gì á, em cũng không có chấp nhận. Đúng. Trời ơi. Sao rồi? Sao? Em có bớt giận khi mà em lỡ nhìn thấy vợ anh khỏa thân không sao? Ông Tư, ông quá lắm rồi đó nha. Tôi đi về. Trời ơi, anh sao mà cứ... Thôi. Em đi vô cho ông coi tiếp đi. Anh này nói bậy đó bạn. Anh. Trời ơi, anh. Anh. Hả? Anh thấy chưa? Em ơi. Em. Em, anh công nhận nha, anh công nhận Sáu lớn rồi, nó như nít vậy em không ha? Anh mới lặng nít á. Tự nhiên đề nghị người khác coi vợ mình khỏa thân cho nó công bằng. Thì tại anh muốn nói vậy để xoa dịu lòng Sáu thôi. Chứ ai muốn nhìn em khỏa thân? Hả? Gì? Trời ơi, ý anh muốn nói là ngoài anh ra có ai nhìn muốn em khỏa thân đâu, đúng không? Vậy tại sao anh không kể cho em nghe? Anh Như nó sợ em buồn. Tại vì Như sợ buồn cho nên trong cái bữa tiệc nó mới kể cho em nghe đó. Công nhận đúng là phụ nữ lúc về lúc khác à. Khác sao? Nè, bây giờ có em với anh thôi, khai thiệt đi, cái lúc anh nhìn thấy anh cũng thích thích phải không? Vậy bay đừng nói với em, đừng nói với tội anh nha. Thích gì thích, ái náy còn chết luôn. Hơi ái náy thôi phải không? Không, rất là ái náy. Kỳ quá. Rất ái náy. Ừ. Rất ái náy vì là nhìn thấy, hay là rất ái náy vì không kể cho em nghe? Em sao em cứ dặn dèo hoài đó. Chứ giờ anh muốn em sao? Thì nói nghe nè. Gì? Chỉ của em là người duy nhất anh muốn nhìn thấy em khỏa thân của đó. Thật lòng đó. Thiệt không? Thật đái lòng của anh đó. Ừ. Câu này hay nhất trong năm nay á. Ừ. Đúng là phụ nữ. Với lại anh cũng nhớ hồi nãy anh thấy gì. Anh nhớ. Thiệt không đó? Thiệt. Thiệt mà. Cái này nha, anh khai thiệt với em nha. Sao? Trước sau nhiều một nha. À. Hồi nãy á, anh tưởng là em ở trong phòng tắm, không mới dám vô đó. Anh tưởng em trong phòng tắm. Ờ. Vậy tính vô đó làm gì vậy? Hả? Muốn biết không? Vô thử đi, biết liền.
Ý, Như em, anh không phải là Sáu nha. Anh là anh nè. Ê, kỳ quá Như. Bị á, đừng giận. Ê, ôi đừng Như, đừng. Em làm hết hồn à. Em Như nè. Đúng rồi, em chào đứng sao nè. Đây, tắm cho. Đây Như tắm cho. Rồi, bắt đầu đi. Dạ. Anh vô. Hôm qua anh nói là anh về nhà, mà em qua tới nhà anh á, em không thấy anh ở nhà. Vậy anh đã đi đâu vậy? Anh đi đâu? Anh đi đâu hả? Tôi cho biết nha, cái mẹo của giờ công cụ cho biết là mà khi mà đàn ông họ lặp đi lặp lại câu hỏi á, là người phụ nữ họ biết là người đàn ông đang nói dối rồi đó. Hay gì ta? Ừ. Chính xác rồi đó. Ừ.